Pang Athama Po Papa Nipanchate. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, khi ác chín mùi người ác mới thấy ác. Và đó bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu: người kia làm ác nghĩ rằng làm ác được tốt, được an vui, đến khi quả dữ chín mùi, khổ đau họ hại, rồi đời kẻ ngu. Và đó là vỗ thơ của ngài Giới Đức. Và kính cảm ơn Huynh Quá Thanh Á đã bốt bài đẹp quá. Và kính mời chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn sư Trang Đâm. Dạ, con thấy bàn tay của sư Tuệ Đức. Dạ, kính thỉnh sư Tuệ Đức ôn bài trước. Dạ. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang diễn trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 119. Papo Pipa Sati Phát rằng Ya Wappa Pang Napak Chati Yadda Chappak Chati Pa Pang Athappa Po Pa Pa Nipasati. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy ác. Là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người kia làm ác nghĩ rằng làm ác được tốt, được hằng an vui, đến khi quả dữ chín mùi, khổ đau họa hại, rồi đời kẻ ngu. Là cũng thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kệ. Pa po pi pa sa ti pha trăng Ya wa pa pang na pa cha ti Ya da cha pa cha ti pa pang Atha pa po pa ni pa sa ti Pa po pi pa sa ti pha trăng Ya wa pa pang na pa cha ti Yada chapak chati papang Athapapo papani pasati Papo pipasati fatrang Yawa papang napak chati Yada chapak chati papang Athapapo papani pasati. Dạ, nhiều mất ở trên trang ạ. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân đại đức Tuệ Đức. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 119. Pa po pi bát sa ti bát răng Ya wa pa pang na bát cha ti Ya da cha bát cha ti pa pang A ha pa po pa pa ni bát sa ti Pa po pi bát sa ti bát răng Ya wa pa pang na bát cha ti Ya da cha bát cha ti pa pang A tha pa bồ pa pa ni bát sa ti Pa bồ pi bát sa ti bát răng Ya wa pa pang na bát cha ti Ya da cha bát cha ti pa pang A tha pa bồ pa pa ni bát sa ti Người ác thấy là hiền Khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người kia, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu,
Người kia làm ác nghĩ rằng làm ác được tốt, được hằng an vui. Đến khi quả dữ chín mùi khổ đau quả hại rồi đời kẻ ngu, bản phổ thơ của Hòa Thượng Đức. Và cảm nhận đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Sĩ Trương Mai. Dạ, Sương Mai kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ, con xin đọc bài Pháp Cú 119. Bác Bô Bí Bác Sa Tí Phá Đăng Gia Quá Gia Bằng Ná Bác Chá Tí Gia Đà Chá Bác Chá Tí Bạc Bằng Á Thà Bác Bồ Bác Bà Ní Bác Sa Tí Bác Bô Bí Bác Sa Tí Phá Đăng Phá Đăng Gia Quá Gia Quá Ba bằng na bắc cha tí giá đà cha bắc cha tí ba bằng a tha ba bồ ba na ni ba sa tí ba bồ ba bồ bi ba sa tí pha trăng giá hoa ba bằng na bắc cha tí giá đà cha bắc cha tí ba bằng a tha ba bồ ba ba ni ba sa tí. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Bản phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người kia làm ác nghĩ rằng làm ác được tốt, được hằng an vui. Đến khi quả dữ chín mùi khổ đau quả hại rồi đời kẻ ngu. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong. Con không biết hôm nay vị nào giảng. Dạ con kính dâng bích đến Thượng Tọa Tuệ Đức. Dạ. À huynh Quách Thanh Á. Kính chào huynh nhé. Dạ kính chào Sĩ Thượng Mai. Nam mô Phật Thầy ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang kha ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam bảo Đức Phật và Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng Trần Đạo Tràng, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. À, con xin được kể kinh pháp cú số 119. Pa po pi pa sa ti pa drang ya va pa pang na pa cha ti ya da cha pa cha ti pa pang attha pa po pa pa ni pa sa ti pa po pi pa sa ti pa drang Ya va pa pang na pak cha ti ya da cha pak cha ti pa pang attha pa po pa pa ni pa sa ti pa po pi pa sa ti pa drang ya va pa pang na pak cha ti ya da cha pak cha ti pa pang Atta papo papa ni pasati. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Người kia làm ác nghĩ rằng làm ác được tốt, được hằng an vui. Đến khi quả dữ chín mùi, khổ đau, họa hại, rồi đời kẻ ngu. Bản phổ thơ của Ngài Duy Đức, khẽ là mô phút thà giá. Dạ. À, cái hạnh kiểm có ôn bài hôm nay không? Alo? Alo, hạnh kiểm có ôn bài được không? Thấy có im. Chắc cũng ôn bài ha. À, kính bạch Đại Đức Tuệ Nhẫn. Đại Đức có chiếc máy không ạ? Alo, Đại Đức Tuệ Nhẫn có chiếc máy không? Cho con xin tín hiệu nếu Đại Đức có chiếc máy, con xin được tỉnh Pháp Sư để cung thỉnh sư giảng bài kệ hôm nay. Dạ, dạ cảm ơn, kính cảm ơn Đại Đức. À, con xin được thành kính là tỉnh Pháp Sư trước khi tỉnh Đại Đức để nhấn thuyết bài 120 ngày hôm nay. Dạ, 120, cảm ơn Sư giảng đồng. Brahmacaloka-thi-pa-thi-cham-pa-thi-ka-tan-yari Anti varang aya jata santita satta parayaka jatika te se tu thamang anukampi mang pa chang
Phạm Thiên vẫn đang ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm vườn lộc giá ngài rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như. Được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập. Đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn ni. Tôi mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, thay mặt đại chúng trong rung con thì được kính cung thiện đại đức Tuệ Nhẫn thuyết giảng bài kinh pháp cú số 120 đến là Phật tử chúng con. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con xin được cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con cung kính đảnh lễ đức Phật giáo pháp và chư tăng. Và thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Một mùa lễ dân y đã đi qua và hai năm nay thì dịch bệnh đã lan truyền khắp các quốc độ. Nên là mùa dân y này chúng ta cũng ít có được nhiều niềm vui thiện pháp hơn. Nhưng mà cũng để cho chúng ta nhìn lại cuộc sống rất là vô thường. Các bạn có thấy rằng là mỗi một cái chạm, một cái cảm giác nó đều là quẩn, là xứ, là giới, là đế trong đời sống hàng ngày hay không? Không có một cái con người hay là không có một ai ở đây. Mọi khoảnh khắc chỉ là khoảnh khắc của thấy, rồi này khoảnh khắc của nghe, rồi khoảnh khắc của ngửi, rồi khoảnh khắc của ngửi, của nếm. Khoảnh khắc của nghe, của thấy, khoảnh khắc của thấy thì do duyên, tạo tác, nghiệp khác. Rồi khoảnh khắc của nghe thì lại là một nghiệp khác. Khi mà nghiệp đang tạo ra cái nghe thì không có cái nghiệp đang tạo ra cái thấy. Như vậy nghe cũng là một quẩn và cái được nghe cũng là quẩn. Nghe cũng là một xứ và cái được nghe cũng chỉ là một xứ mà thôi. Rồi cái được nghe cũng là một đế và cái nghe cũng là một đế. Như vậy thọ cũng là một quẩn, tưởng cũng là một quẩn, hành cũng là một quẩn, thức cũng là một quẩn. Như vậy thì các pháp đang hiện diện suốt trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà do vô minh, do vô trí, chúng ta luôn luôn chạy các khái niệm và quên mất chỉ có những cái tính chất của pháp này chúng khởi lên và rồi hoại diệt đi. Không có một ai ở đó, không có một con người nào cả. Ngày nào mà chúng ta chưa tiệm cận được sát với những cái thực tại này thì nữ tứ thánh đế và tứ niệm xứ không có cách nào để sanh khởi cả. Dầu chúng ta có đắc thiền định bao nhiêu đi chăng nữa, đó là điều mà chúng ta phải hết sức lưu ý. Nếu mà chúng ta bỏ qua cái khoảnh khắc hiện tại này, bỏ qua lời Đức Phật dạy này, thì trí tuệ sẽ không bao giờ được tích lũy và kiếp này sẽ trôi qua một cách rất mau lẹ, rồi một kiếp khác sẽ hiện khởi và rồi tất cả đều đi vào lãng quên và chúng ta cũng không được tích lũy cái gì cả. Còn mọi cái chữ nghĩa thì chúng ta chỉ nắm bắt ở cái phương diện đó, nhưng mà khi chết thì cái chữ đó không còn nữa. Vì sao vậy? Vì chúng ta sanh ở cái quốc độ khác nhau nên là những cái từ ngữ đó không còn xài được nữa. Nhưng mà cái trí tuệ mà nó thấu về sự thật của pháp thì đó là cái chấm chi kiến mà nó thiết lập ở trong cái dòng tâm thức thì nó mới đạt đến cái sự giác ngộ và nó không có mất đi. Do vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ về cái khoảnh khắc này và luôn luôn phải nhớ thế giới này chỉ có từng khoảnh khắc,
khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của chạm, khoảnh khắc của thiện, của bất thiện, tất cả những khoảnh khắc đó đều do duyên tạo, không một ai tạo ra chúng cả. Và chúng đang có khoảnh khắc của bất thiện thì không thể có khoảnh khắc của thiện, đang có khoảnh khắc của thiện thì không có khoảnh khắc của bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy được là không có một ai tạo ra các pháp cả, mà các pháp nó chỉ sanh khởi theo duyên của chúng và rồi chúng diệt đi, chúng mãi mãi không bao giờ quay trở lại nữa. Cũng như là cái thấy từ sáng đến giờ, cái nghe, cái ngửi, tất cả đã đi vào quên lãng, tất cả đã không còn quay trở lại nữa. Và ngày mai thì chưa tới, nhưng mà chắc chắn ngày mai nó tới thì cũng chỉ lại là những khoảnh khắc của nghe, của thấy, của ngửi, của nếm, của xúc, của chạm, của cứng, mềm, nóng, lạnh. Và tất cả những cái thứ đó chính là xứ, chính là giới, chính là đế, chính là các cái thực tại ở ngay đó mà chúng ta thường quên mất. Và chúng ta nghĩ đây là tôi, đây là của tôi, đây là nhà của tôi, con cái của tôi. Nhưng thực sự không phải như thế, thưa quý vị. Tất cả những cái gì được thấy chỉ là sắc, tất cả những cái gì được nghe chỉ là âm thanh, tất cả những cái gì được ngửi chỉ là mùi, tất cả những cái gì được nếm chỉ là vị, tất cả những cái gì được xúc chạm chỉ là cứng, mềm, nóng, lạnh của các cái tứ đại khác nhau. Nếu không có tứ đại thì không có những cái tính chất này. Và không có cái kinh nghiệm tứ đại thì không thể gọi đây là tôi, là của tôi hay là ai đó được. Như vậy nếu không có cái thấy thì sẽ không có cái tôi thấy. Do có cái thấy nên là chúng ta chấp vào cho rằng là tôi thấy. Là chúng ta cần phải luôn luôn nhớ về cái điều đó. Và thế giới nào cũng vậy, chỉ có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm. Thế giới ở dưới biển, ở trên trời hay ở đất liền, thế giới của loài người hay loài thú, tất cả những cái thế giới đó đều là những cái tính chất thực tại khác nhau, sanh khởi mà thôi. Và nếu thế giới của thú thì nó có nhiều bất thiện hơn mà thôi, nhưng mà nó cũng vẫn là pháp, chứ không phải nó ngoài các cái pháp. Bây giờ thì trước khi vào bài pháp, chúng con xin bày tỏ ơn Đức Tam Bảo, và chúng ta phải luôn luôn nhớ về khoảnh khắc này một chút xíu thôi. Dầu là một khoảnh khắc của hiểu biết về khoảnh khắc này, chỉ cần một chút xíu được là đây là vô ngã, cái thấy là vô ngã thôi, thì chúng ta đã tri ân Tam Bảo và chúng ta sống xứng đáng với một kiếp này rồi. Mà cái người nào mà tu tập cả đời mà không có quay về mà thấy được cái khoảnh khắc thấy này không phải là tôi, thì cái người đó dầu có đắc thiền định chăng nữa cũng chẳng có cái ý nghĩa gì, cũng chẳng có xứng đáng là con của Đức Phật đâu. Còn tất cả chúng ta nói rằng chúng ta giữ giới, nhưng mà thực tế là những cái giới đó mới là cái sự chế định thôi. Còn chúng ta chưa vào, chưa thực tại này, thì chúng ta không thể nào mà có thể có cái nhân duyên nào để làm con của Đức Phật được cả. Vậy thì chúng ta hãy cất bước lên đường, thời gian nó không có chờ đợi chúng ta. Và mọi kiếp sống rất là mỏng manh, rất là mau chóng chúng ta sẽ đi qua đời này. Rồi chúng con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo ạ. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afivadeemi swakato phagawata thammo thammang namassami Subhadibhano Phagavato Savakasangho Sankhang Lamasami. Con đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh, nhưng chỉ có những ai có duyên lành gặp chánh pháp và thực hành theo chánh pháp, người ấy mới đạt được sự an lạc và chấm dứt sự khổ đau. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử cạnh Đức Thế Tôn, các ngài đã trở thành bậc mô phạm cho vòng sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có nhân duyên lành gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, chắc chắn trong dòng sanh tử luân hồi của vị ấy sẽ gặt hái được vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu được ba la mật, thành tựu được trí tuệ và chứng đắc được tứ thánh đế thánh đạo. Do đành để ân Đức Tam Bảo, phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng,
Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất cả Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc cụ ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càng Khắc Bà, Súc Sanh Ngạo Nghị, Thiên Nhân Atula, Diêm Chúa ở gần ở xa ở góc khắp mọi nơi, xin quý ngài tùy hỷ phước, kính chư phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và tu tập theo chánh pháp của Đức Phật, ngõ hầu sớm thấy được đạo lộ giải thoát ngay trong đời sống rất đổi bình nhật của mình. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ, hôm nay chúng ta lại trở lại bài học sau mùa lễ dân y. Hôm nay chúng con trình bày cái câu kệ số 120 này. Chúng con xin đọc một lần ạ. Phát rô pí bát sát tí ba băng gia quá phát răng nắp bát chát tí gia đa chát bát chát tí phá răng á tháp phá rô phá ra ní bát sát tí. Người hành thiện cũng gặp điều xấu khi nào việc thiện chưa được chín mùi. Cho đến khi việc thiện được chín mùi, khi ấy người hành thiện gặp những điều tốt lành. Như vậy thì chúng ta biết là trong cái vòng sanh tử luân hồi đó, là nó không có ai cả. Nên là mỗi chúng sanh sanh ra ở từng cái quốc độ, rồi sanh ra ở từng cái môi trường, mà cái thiện ác nhiều hay ít do sự tiếp xúc qua các căn môn, từ đó mà cái tâm phiền não nó nhiều hay ít, tâm thiện nó nhiều hay ít mà nó tương xứng, nó cho ra những cái kết quả trong cái đời sống tái sanh của họ. Trong cái đời sống tái sanh của họ. Và ở đây chẳng có ai quyết định được bất cứ một điều gì cả. Và chúng ta thấy trong kinh điển có rất nhiều ngài đến cái kiếp cuối rồi đắc là A-la-hán, nhưng mà ngài vẫn đói, vẫn khổ, mặc dầu tâm của ngài hết sạch phiền não, nhưng mà cái đói khổ đi khất thực không có ăn trong nhiều tháng, hay là bị người ta chửi, bị người ta đánh đập, thậm chí bị người ta giết chóc nữa, chuyện đó rất đỗi là bình thường. Đổi là bình thường, bởi vì bản chất của pháp hữu vi là cái lôi của sanh tử, và cái ngũ uẩn là cái lôi của phiền não, là cái lôi của chất chứa vô lượng những cái nghiệp thiện nghiệp ác, vô lượng cái nghiệp thiện nghiệp ác. Dầu là thân tướng Đức Phật, Đức Thế Tôn, một bậc toàn tri diệu giác như vậy, nhưng mà cũng không thể nào tránh được cái quả khổ. Như vậy thì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta không thể nào diệt trừ được bất cứ một điều gì cả, mà cái công việc đó chỉ là công việc của trí tuệ. Và cái người hiểu biết giáo pháp của Đức Phật là cái người luôn luôn phải phát triển trí tuệ. Nếu người đó không, người đó chậm trễ phát triển trí tuệ thì người đó sẽ gặp những cái điều tai hại, đó là điều không thể lường trước được. Nhưng mà khi có trí tuệ thì dầu là cái đó nó đem đến cho mình khổ đau bao nhiêu đi chăng nữa, thì bản chất của trí tuệ là hiểu về nhân quả và hiểu về cái sự xả ly, và bản chất của trí tuệ là có đầy đủ cái năng lực kham nhẫn và không cho những cái phiền não phát sanh. Nên là chúng ta phải luôn luôn nhớ về cái mấu chốt đó. Thì chúng ta mới chấm dứt được cái ngôi nhà lửa này. Và câu kệ này, cái từ pharo thì chúng ta biết là cái từ đó là từ phát lá, nó là một cái danh từ nam tấm chia theo chủ cách ở cái câu kệ này, là người hiền. Người hiền ở đây tức là người hiền thiện. Cái kiếp sống này người đó rất là hiền thiện, nhưng mà người đó gặp rất nhiều những cái tai ương, những cái ách lạn.
Người đó trong kiếp này làm rất nhiều những cái việc thiện, việc lành, nhưng mà người đó vẫn gặp nhiều cái khổ đau do cái quả phước nó chưa có chín mùi ở trong những cái đời quá khứ. Vậy chúng ta thấy đời người thì có người thì nhỏ tuổi cho tới 10 tuổi, 20 tuổi thì trổ ra rất là sống trong cái gia đình rất là sầu sang phú quý. Nhưng mà từ 20 tuổi đến 10 tuổi thì lại rất là cực khổ, bị tra tấn, bị hành hạ, bị đánh đập, bị tù tội. Để có những người thì về già, cuộc sống từ nhỏ đến lớn đều tốt đẹp hết. Nhưng mà về già thì con cái không có nuôi dưỡng và gia đình thất bát và họ bơ vơ. Thì cái điều đó do nghiệp đó cho quả, nghiệp đời trước đó cho quả. Mặc dầu kiếp này họ sống tốt đẹp như vậy, nhưng mà họ không có làm hại ai cả. Nhưng mà về già thì họ rất là cô đơn, họ rất là khổ, hay là họ bị điếc, hay bị nhiều những cái tật bệnh đem đến mà không có tiền bạc gì cả. Thì cái đó là do quả của nghiệp. Như vậy thì trong một đời sống khó có một cái đời sống nào mà nó toàn vẹn, mà từ lớn cho tới tới già. Cái từ Pharo Phát Rá này là một cái danh từ nam tánh chỉ cho cái người hiền. Còn cái từ Papang là Papá. Papá là một cái tính từ ở cái câu kệ này là chia theo đối cách, là việc xấu, việc ác. Việc xấu, việc ác. Việc xấu, việc ác ở đây. Việc xấu, việc ác ở đây là những cái quả ha, trong cái câu kệ này là những cái quả xấu mà do những cái việc ác, việc xấu mà đời trước đã làm mà bây giờ chúng chi phối trong cái đời sống này. Cái từ phát răng là cái từ phát rá đó, là một cái danh từ trung tâm. Chia theo chủ cách. Ô, cái từ phá rá này không phải đâu, cái chỗ này nó sai. Cái từ phá rô là người hiền chứ. Còn cái từ phá phá là người Việt khác. Tiếp theo là cái từ phá ra ní thì nó cũng là một cái danh từ trung tâm số nhiều và chỉ cho cái điều tốt lành. Điều tốt lành. Như vậy thì các cái danh từ với lại các cái tính từ mà còn lại thì hôm trước chúng ta đã học rồi thì chúng ta không nên nói lại. Như vậy thì cái bài kệ này thì nó là hai cái câu kệ mà Đức Phật khi mà Ngài thuyết pháp xong thì Ngài nói lên hai cái câu kệ trong cái bài pháp đó. Ở đây Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Người kia làm thiện lâu ngày, vẫn gặp đau khổ, vẫn hay than phiền. Đủ duyên quả tốt đến liền, an vui hạnh phúc, thiện hiền mến ưa. Đó là cái câu kệ mà được trích nghĩa từ vựng. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần cái tích truyện. Thì cái câu kệ pháp cú này thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Chetavala. Và trong cái hội chúng này thì Ngài đề cập đến cái ông trưởng giả Anathapindika cấp cô độc. Thì chúng ta biết rồi, vị thánh giả cấp cô độc là vị Đắc Tu Đà Vương, và gia đình của ông thì tới mấy người đắc, con gái của ông Đắc Tư Đà Hàm là con trai của ông cũng Đắc Tu Đà Vương. Và đề cập đến ông Anathapindika thì ông Anathapindika thì là một cái nhà triệu phú thời bấy giờ, thì với niềm tin tam bảo, một hôm ông ấy đi
đi ngang qua thấy cái khu khu vườn ngự uyển của Thái tử Kỳ Đà đó, thì thấy rất là thanh tịnh, rất là tao nhã và vô cùng đẹp đẽ. Và nếu như mà Đức Tôn và các thánh chúng, và khi các ngài vân du mà các ngài, các vị thánh mà được ở những cái nơi thanh vắng đẹp đẽ như này, khi mà các ngài đi sinh, đi khất thực về, hay là đi khất thực về, rồi ngài vào những cái khu rừng khả ái này ngài nghỉ trưa, thì rất là tuyệt. Thì ông khởi lên cái niềm tin, thì ông gặp Thái tử Kỳ Đà và ông nói hỏi mua. Thì Thái tử Kỳ Đà tưởng là ông cấp cô độc nói chơi, nên là sau đó thì nói qua nói lại thì ông Thái tử Kỳ Đà đã ra cái giá rất là đắt đỏ, tức là cái vườn ngự uyển này phải lót cái bằng vàng, lót đến đâu thì ông mới bán tới đó. Thì ông cấp cô độc ấy, ông đã bỏ ra tới 540 triệu đồng tiền vàng để mà ông mới xây cái ngôi Đại Tự Kỳ Viên. Ông mua xong rồi ông xây cái ngôi Đại Tự Kỳ Viên và thỉnh Đức Thế Tôn ngự ở nơi đó. Và chúng ta biết nè, Đức Phật đã nhập hạ ở đây tới 19 hạ và ngài giảng về các cái pháp đa phần, về các pháp cho người cư sĩ cũng phần nhiều ở đây. Thì hàng ngày ông ấy rất là lo lắng phục vụ đến chư Đại Đức Tăng với Đức Thế Tôn. Trước khi ông tự hỏi là mỗi lần ông đi đến chùa thì ông phải hỏi là ta mang theo cái gì khi đi vào chùa. Và đặc biệt là ông rất chu đáo, ông nghĩ đến các cái vị sa di nhỏ hay là tất cả, không có chừa bỏ sót một ai cả. Vậy thì chúng ta thấy rằng là một người phàm phu của chúng ta, thì chúng ta bố thí thường thường là chúng ta thích và ghét, hay là chúng ta chỉ cho đi cái gì mà người nào mà chúng ta thích, vân vân. Nhưng mà một người mà các cái bố thí của các vị thánh đó, thì các ngài không có cái tâm mà nó ích kỷ nữa thôi ha. Cái đặc biệt là cái vị tu đầu vườn á, thì mỗi lần bố thí như vậy, thì đi vào chùa như vậy, thì ông cấp cô đơn luôn nghĩ đến các vị sa di rồi các tỳ kheo trẻ nhìn vào tay ta. Vì thế ông không bao giờ đi tay không, và đi buổi sáng thì ông cho người nhà mang theo cháo, đi sau buổi điểm tâm thì ông cho mang theo các cái thứ nước uống như là sữa chua, thục tô, sữa lỏng, xanh tô, vân vân. Và ông đi vào buổi chiều thì ông cho mang theo những cái chàng hoa hương, vật hoa, vải, vân vân. Và mỗi ngày thì ông vẫn hướng, ông thường xuyên giữ giới, nhưng mà thực tế là nói câu giữ giới ở đây thì nó không đúng nữa nè. Bởi vì vị thánh tu đầu vườn thì năm giới đó là trong sạch hoàn toàn. Và cúng dường, rồi chúng ta thấy rằng cúng dường một thời gian thì tài sản của ông cũng bị khánh tặng. Tài sản của ông cũng bị khánh tặng. Như vậy chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta có của cải, chúng ta cho đi mà cái phước nó lại trổ quả ngay liền. Chúng ta luôn luôn có sự giàu có, thì chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật hay giáo pháp hay chư Tăng. Nhưng mà có nhiều người bố thí được 1-2 lần, 4-5 lần, hay thậm chí là nhiều lần, 1 năm, 2 năm, 3, 4 năm, nhưng mà dần dần thì nhà cứ nghèo, dần dần nó nghèo xuống và nó nghèo mãi. Rồi này gặp tai nạn, con cái đủ thứ, đổ bệnh nè, thì sao thưa quý vị? Thì người đó không có mấy, không còn cái niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp và chư Tăng nữa đâu. Rất là khó. Như vậy để cho chúng ta nói đến cái điều gì thưa quý vị?
Ngày nào mà chúng ta không thấy được pháp thực tại là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì không có cách nào mà chúng ta có thể thiết lập được cái niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật một cách bền chắc được cả. Còn ở đây này, ta mới nói trên phương diện là tôi tin Đức Phật, tôi tin giáo pháp, tôi tin Chư Tăng thôi. Chứ còn là thành tựu cái niềm tin đó thì chúng ta biết là nó phải y cứ trên trí tuệ của bạn về giáo pháp. Một người mà không học pháp, không lắng nghe diệu pháp thì chắc chắn rồi niềm tin của quý vị đó sẽ bị lung lay liền, sẽ bị lung lay. Bởi vì chúng ta biết là có rất nhiều người đang giàu nhưng mà đi bố thí cúng dường Chư Tăng này kia thì nó lại trở lại nghèo, và thậm chí còn đổ bệnh, rất nhiều những cái tai nạn nó ập đến nữa. Và thậm chí là kể cả là các sư tu hành cũng vậy, lúc đầu tu tinh tấn một thời gian, sau đó rồi là bệnh tật, rồi là phiền não, rồi người ta đem tới những cái người ta năng mạ, rồi bị quan trái này kia, rồi là tất cả, rồi là cái cuộc đời tu hành đó đa phần là từ đó cũng bị bất mãn, rồi cũng cũng không còn có được, không còn được mặc áo, không còn được cái y của mình. Thì nói chi đến cái người cư sĩ. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là giáo pháp của Đức Phật, mình thấy bên ngoài thì mình hay như vậy thôi, nhưng mà mình nói vậy thôi chứ còn rất, giáo pháp này rất là sâu kín, rất là sâu kín. Nó rất là tuyệt diệu, tức là nó không phải là để cho chúng ta mong cầu giàu có hay là để đạt được cái gì ở cái thế giới này đâu, mà giáo pháp này là đem đến xả ly hoàn toàn, thưa quý vị. Bởi vì thế giới này các bạn có cái gì đi chăng nữa, cái đó là đất, là nước, là lửa, là gió, theo cái hình thức này hay hình thức khác mà thôi. Chứ còn chúng ta không có cái gì ngoài đất nước nửa gió cả. Và cái mà chúng ta thành tựu ở cái thân năm uẩn này thì cái đất nước nửa gió đó còn kinh tởm hơn nữa. Tức là hàng ngày nó phải nhồi nhét những cái tử thi bẩn thỉu và đầy những cái loại tứ đại treo lủng lẳng phần này phần kia, vô cùng là hôi thối. Và đã thế nhưng mà cái lòng dục đó, ở bên trong đó, thì nó còn kinh khủng hơn nữa. Kinh khủng hơn nữa. Do vậy là đến với giáo pháp này không phải để chúng ta tầm cầu các cái dục lạc, không phải để chúng ta bố thí để chúng ta được cái gì, cái quả gì trong kiếp sau, thưa quý vị. Mà ai bố thí mà mong cái kiếp sau tôi giàu có như này như kia thì cái người đó chỉ là một cái người gọi là cái hạng thấp kém ở trong chánh pháp của Đức Phật thôi. Kiếp sau nếu các bạn có được thì cái gì? Cái đó cũng là đất nước lửa gió thôi. Nếu mà bạn sanh về các cái cõi trời đi chăng nữa thì kim cương vàng ngọc bạn cũng chẳng có tiêu xài gì được. Nó đứng chờ đó, bạn cho đâu có ai lấy. Chỉ có ở thế gian này có một chút ít thì cái đất nước, cái đất hiếm đó thì chúng sanh tham đắm rồi dựng lên rồi nó thành cao quý thôi. Chứ còn về cái cõi trời vàng ngọc đầy ở đó rồi bác cũng không có xài được, không có buôn bán, không có trao đổi gì được cả. Và chúng ta có bố thí cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng cái mà mình, cái của mà bố thí sau này mà nó chỗ ra chăng nữa, nó cũng chỗ ra là đất nước lửa gió, màu mùi vị cứng mềm nóng lạnh, thế thôi. Cái quả thiện thì nó cũng thế thôi. Cái quả thiện thì mình cũng ăn cái tứ đại, nó cái vị của nó được cho là ngon hơn thôi. Hay là mình nhìn cái màu sắc nó được tươi nhuận hơn thôi. Còn mà cái quả xấu thì nó nhìn cái màu sắc xấu, cái mùi vị hôi thối, thì nó cũng là tứ đại thôi. Chứ nó không có là cái gì khác nữa cả, thưa quý vị. Bởi vì thế giới này nó chỉ có hai món thôi.
đó là món vô chi, tức là đất nước lửa gió đó, và cái thức nó kinh nghiệm thôi. Nhưng mà thì cái thấy nó vẫn chỉ thấy cái màu sắc của tứ đại, nó không thể nghe được âm thanh. Cái nghe thì cũng vẫn là nghe âm thanh, phải vậy không? Như vậy thì chúng ta còn mong ước gì một đời sống khác không? Mà đời sống khác chắc chắn là không phải là chúng ta, mà chỉ là các quẩn lại tiếp tục, từ cái quẩn này lại tiếp nối các cái quẩn khác mà thôi. Năm quẩn này lại tiếp nối cho năm quẩn kia. Nếu năm quẩn này là trí tuệ thì nó sẽ làm nhân duyên cho năm quẩn ngày mai lại tiếp tục được nghe pháp, được phát triển trí tuệ và dần dần đưa đến giải thoát. Còn nếu không thì năm quẩn này là vô minh thì lại tiếp tục làm duyên cho vô minh sâu dày hơn. Như vậy thôi, chứ không có cái gì khác cả, thưa quý vị. Và ở đây thì chúng ta thấy ông Cấp Cô Độc gia sản nhiều như vậy, nhưng mà ông bố thí cho Tam Bảo thời Đức Phật đó. Thì ông bố thí cho đến nỗi mà ông cạn kiệt khánh tận. Rồi ở trong này thì cái câu chuyện là khi mà khánh tận như vậy thì cái những người sống bằng cái nghề buôn thì đã tự tay vay mượn ông 180 triệu đồng tiền vàng mà chưa trả lợi cho ông. Thì đây là cái câu chuyện thôi ha. Còn cái gia sản 180 triệu đồng tiền vàng chôn ở dưới bờ sông bị nước phá vỡ đê, cuốn vào lòng biển cả. Thế là từ từ tài sản của ông bị khánh kiệt. Mặc dầu sa sút thì ông vẫn đặt bát chai tăng, nhưng mà không thể cúng dường cái vật ngon quý như là ngày xưa nữa. Thì lúc bấy giờ, một hôm thì Đức Thế Tôn đến và hỏi là: này gia chủ, ông có cúng dường cho tăng chúng chưa? Thì Ngài Cấp Cô Độc mới nói rằng: bạch ngài đã cúng dường đến chư tăng rồi, nhưng mà vật thực lúc này chỉ có cháo và tấm và cải chua mà thôi. Như vậy ở đây nói lên cái gì? Nói lên cái vị thánh Tu Đầu Hoàn, niềm tin của ngài là bất thối nơi Tam Bảo. Bất thối nơi Tam Bảo. Vì đó đã an hưởng được cái quả vị thánh nhân, nên là cái tài sản, cái sự mà cái sự các cái ngọn gió đời với này, cái sự nghèo khó hay là cái sự mất mát, nó không có làm chao động cái tâm của vị thánh. Rồi Đức Thế Tôn mới nói rằng: này gia chủ, Đức Bổn Sư bèn an ủi ông rằng: này gia chủ, ông đừng có lo buồn rằng ta cúng dường vật thực thô cạch quá. Miễn là tâm ông nghĩ cúng dường vật thực cao quý đến các bậc thánh nhân, nhất là Đức Phật, thì sự cúng dường của ông không bao giờ thô cạch đâu. Vả lại, này gia chủ, ông đã được cúng dường đến 8 bậc thánh nhân. Chính là ta trong kiếp sanh làm vua Vê La Mát. Và ngài kể là ta đã cho cái dân chúng trong toàn cõi Diêm Phù Đề nghỉ cả 7 bữa trong ngày đại thí của ta, nhưng ta không có một chút tam quý nào cả. Ta không có một chút tam quy nào cả. Và sự cúng dường đến các bậc đáng cúng dường thật khó làm được như thế. Cho nên ông đừng có buồn rằng ta cúng dường vật thực thô cạch. Và nói rồi thì Đức Thế Tôn thuyết cái kinh Nguyên La Má này cho ông Atapindika nghe. Và khi đó thì có một cái vị chư thiên lữ ở trong cái nhà, ở trên cái phòng bên, ở cái gác cửa nhà ông, thì không thể ở lại trong phòng khi mà Đức Thế Tôn và chư Thanh Văn đi vào trong nhà vì cái oai lực của các ngài. Nên là thiên nữ ấy nghĩ thầm: ta phải làm sao mà ly gián cho cái gia chủ với mấy cái vị này
để họ khỏi phải vào cái nhà này nữa. Lúc gia chủ còn thế thì ta không thể nói lời chi được cả. Bây giờ ông ta sa sút rồi, nghèo khó rồi. Nhân cái cơ hội này thì ta sẽ nói cho ông ta biết là ông thấy chưa? Ông bố thí cho nó đã đi rồi nghèo, từ giàu mà đấy trở thành nghèo. Thì lúc đấy ông ấy sẽ nghe lời ta. Thì lúc bây giờ Thế Tôn, thế rồi vào cái ban đêm thì cái vị thiên nữ này với cái tư phòng, vào cái tư phòng của ông bá hộ và đứng cái trên hư không, và ông bá hộ thì thấy cái thiên nữ này và bèn hỏi ai đứng ở đó. Thì cái vị thiên nữ này mới nói là: này bá hộ, ta là vị thiên nữ ngự ở cái phòng gác của cái cửa cổng thứ tư, đến để ban vấn từ cho ông. Và thiên nữ mới nói, ông cấp cô độc mới nói: này thiên nữ hãy nói đi. Thì thiên nữ này mới nói rằng: này ông bá hộ, vì ông không thể nhìn xa đến lúc chung cuộc, cho nên ông đã phung phí của cải rất là nhiều trong giáo pháp của Sa môn Gotama của Đà. Bây giờ đã sa sút mà ông còn chưa có tỉnh ngộ, còn mê muội, chưa có dứt bỏ. Nếu ông cứ làm như thế mãi thì chỉ vài ba hôm nữa là ông sẽ không có cơm ăn áo mặc. Hãy từ biệt hẳn Sa môn Gotama để bắt tay vào công việc xây dựng lại cái sản nghiệp của cả gia đình mình. Thì đó là huấn từ của cái vị thiên nữ này ban cho cấp cô độc. Và ông hỏi: phải đó này, này đại bá hộ, hãy đi đi, dầu cho trăm, một ngàn hoặc 100.000 người như cô cũng không lay chuyển được cái tâm của ta. Lời cô nói không có thích hợp, sao cô còn cư ngụ trong nhà của ta? Cô hãy đi ra khỏi cái nhà của ta ngay lập tức. Thì ông khởi cái tâm nói với cô thiên nữ như vậy. Và sau cùng thì cô đến đảnh lễ thiên vương Đế Thích và thú nhận những cái lỗi lầm của mình đã phạm phải và van xin. Mới nói rằng là: tâu đại vương, hiện giờ thì tôi không có cái nơi cư ngụ, mẹ con dắt nhau đi lang thang như vậy thật là khó quá, xin thiên vương nói dùm cho tôi được ngự cư, được trú ngụ ở cái ngôi nhà đó. Và khi ấy thì Đức Đế Thích mới đáp rằng: ta không thể nói lời gì với ông bá hộ mà binh vực bào chữa cho ngươi được, tuy nhiên ta sẽ dạy cho ngươi một cái phương kế. Thì cái vị thiên nữ này mới nghe lời, nằm thay xin thiên vương hãy dạy đi. Thì vị Đức Vua Trời Đế Thích mới nói rằng là: ngươi hãy đi, trước hết hãy thân là người quản gia của ông bá hộ và cầm những cái giấy lọ của những cái người sống bằng nghề buôn đã vay tiền ông bá hộ, đòi cho đủ những cái số tiền. Đòi cho đủ những cái số tiền đó. Và cô thiên nữ này đáp: làm thay tâu thiên vương. Và cô làm đúng theo lời Đức Vua Trời Đế Thích, rồi đến phòng riêng của ông bá hộ Anathapindika và đứng trên không và tỏa ra hào quang khắp cái căn phòng. Và ông bá hộ mới hỏi ai đó, thì nghe nói vậy thì thiên nữ đáp: thưa tôi là thiên nữ cư ngụ tại cửa gác của nhà ông, thì vì mù quáng si mê mà tôi đã nói xúc phạm, xin ông miễn thứ cho tôi. Và tôi đã nghe lời chỉ dạy của Đức Vua Trời Đế Thích và gom góp 540 triệu đồng tiền vàng chất đầy kho bạc và trống không để chuộc lỗi, xin ông hãy xét công mà cho tôi ở lại. Và ông Anathapindika mới nghĩ thầm là: cô thiên nữ này nói mình đã lấy công đền tội rồi, thì tức là cô đã biết tự hối ăn năn, và ta hãy đưa cô đến bái ý kiến Đức Thế Tôn. Và thế rồi thì ông Anathapindika đó đưa cô thiên nữ này đến ý kiến Đức Thế Tôn và thuật lại cái câu chuyện của cô đã làm cho ngài. Và cô thiên nữ lúc đấy quỳ mọp dưới chân Đức Thế Tôn: bạch ngài, con vì mù quáng si mê không biết được ân đức của ngài, con có lỡ lời quấy ác
xúc phạm đến Ngài, xin Ngài hãy tha thứ cho con. Và sau khi sám hối Đức Thế Tôn thì cô Thiên Nữ lại xin sám hối với ông Bá Hộ. Và nhân dịp đó thì Đức Thế Tôn mới ban huấn từ dạy cả ông Bá Hộ và cái cô Thiên Nữ về cái quả báo dị thục của những hành động thiện ác. Này gia chủ, trong đời này lúc mà quả nghiệp ác chưa chín mùi thì kẻ ác thấy là vui, đẹp lắm. Nhưng mà đến khi quả ác đã trổ, lúc bây giờ kẻ ác mới thấy là ác. Lúc mà thiện quả chưa chín mùi, kẻ thiện còn thấy là ác. Nhưng khi mà quả thiện đã chín mùi, thì chừng ấy kẻ thiện mới thấy là thiện. Và nói rồi Đức Thế Tôn mới thuyết pháp và kết luận bằng cái bài kệ N Tapo pi pasati phat rang giáo quát gia quát ba păng nắp bách chật tí giật đà chấp bách chật tí ba păng áp tháp ba po áp tháp ba păng bách sát tí phát rô pí bách sát tí ba păng gia quát phát răng nắp bách chật tí giật đà chấp bách chật tí phát răng áp tháp phà rô áp tháp phà rác ní bách sát tí. Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui. Đến khi nghiệp ác thành thục, kẻ ác mới hay là ác. Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ. Đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới biết là lành. Đó là cái bài kệ mà chúng con xin đọc đến Chư Đại Đức Tăng và chúng tôi xin đọc đến quý vị. Quý vị còn nghe rõ không ạ? Alo, quý vị còn nghe rõ không ạ? Quý vị còn nghe rõ cho sư mục tín hiệu ạ? À, quý vị còn nghe rõ không ạ? À, dạ, dạ. À, chúng ta biết rằng qua cái bài pháp này thì chúng ta biết rằng là kham nhẫn là một đức hạnh. Kham nhẫn là một đức hạnh. Kham nhẫn đưa đến niết bàn tối thượng. Cuộc sống của chúng ta, con người chúng ta thì luôn luôn khát khao, mong mỏi những cái điều an lạc, an lành đến với mình, hạnh phúc đến với mình. Chúng ta không thích khổ đau. Chúng ta không thích khổ đau. Nhưng mà đa phần chúng ta làm những cái việc ác. Vì sao vậy? Vì chúng ta bị phiền não, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Chúng ta làm những cái việc thiện thì nó chỉ được cái khoảnh khắc ở cái việc thiện đó thôi. Rất ít những cái việc thiện của chúng ta mà nó đem đến cái sự hoan hỷ thực sự, đem đến cái sự hiểu biết thực sự.
đa phần những cái khoảnh khắc mà chúng ta vẻ bề ngoài là chúng ta bố thí, chúng ta cho đi, nhưng mà thực tế ở bên trong tâm của chúng ta không thực sự là người, là người thực sự cho đi. Là sao vậy? Và chúng ta cứ nghĩ rằng cái người cho đi nhiều bằng những cái tài sản vật chất như vậy, họ bố thí nhiều như vậy, là người đó là những người thiện. Nhưng mà trong cái sự cho đi của hầu hết chúng ta đó, thì chúng ta mong cầu để đạt được từ cái sự cho đi đó gấp hàng trăm, hàng lần, hàng ngàn lần và hàng triệu lần cái mà chúng ta cầm trên tay của mình cho đi. Như vậy để chúng ta thấy cái mức độ tham, mức độ của si mê nhiều đến mức độ như nào. Và đa phần chúng ta cho đi nó không hợp thời, không hợp lúc, cúng dường không hợp thời, cúng dường không hợp lúc, không đúng pháp nữa, là rất sức rất nhiều. Đó là nói về việc thiện mà chúng ta làm đó. Thì sao vậy? Thì những cái việc thiện đó nó sẽ trổ quả sai lạc. Lúc chúng ta có thì nó có quá nhiều. Còn lúc mà chúng ta mà giai đoạn mà chúng ta khổ thì nó kéo dài rất là nhiều, bởi vì làm những cái việc thiện nó không có hợp thời, bố thí nó không có hợp thời. Cái nhân nó không có được tốt đẹp ở bên trong, nó chỉ là cái hành động ở vẻ bề ngoài. Do vậy mà chúng ta nhận được rất ít những cái gì mà chúng ta đem cho ra nhiều, thậm chí chúng ta còn rước về rất nhiều những cái phiền não tai hại nữa. Và hầu như cuộc sống của chúng ta là phiền não sai sử từ sáng cho tới chiều. Khi chúng ta ngủ say thì thôi, chứ sáng thức dậy là bắt đầu phiền não vô minh và tham ái. Chúng đã thức dậy rồi, thấy nghe ngửi thức dậy nè, những cái lậu hoặc này nó đã thức dậy rồi, nó thức dậy cùng với chúng ta rồi. Nên là cuộc sống của chúng ta không có mấy khi nào suy xét về pháp, ngay kể cả là bản thân chúng ta đi tu tập cũng vậy thôi. Và chúng ta chỉ tu theo những cái gì chúng ta thích thôi, cái phương pháp nào chúng ta thích mà thôi. Chứ chúng ta không thực sự là cần phải hiểu lời Đức Phật dạy. Xem cái này có thực sự đúng hay là không đúng. Do đó mà cái mà chúng ta thành tựu được thì rất là ít ỏi, cũng chi là đạo quả, đúng không? Vậy ở cái câu kệ này là người hành thiện cũng gặp điều xấu khi việc thiện chưa chín mùi. Như vậy khi nào mà chúng ta thực sự trong đời sống mà chúng ta phân định rõ được những cái bất thiện này, chúng làm ô nhiễm, chúng làm cho chúng ta đau khổ như thế nào, và khi nào mà chúng ta thấy được cái thiện này nó thực sự là ích từ cái tâm hiểu biết của chúng ta, thì niềm tin của chúng ta mới thực sự được xác chứng.
và chúng ta hoàn toàn mới tin vào nhân quả, mới tin vào lời Đức Phật dạy được. Như vậy cái người hành thiện thì cũng gặp vô vàn những cái điều xấu xa do đời trước mình tạo, mà do cái môi trường của chúng ta tiếp xúc trong hiện tại. Bởi vì chúng sanh mà loài người, cái sự ganh tị tật đố về tài sản, về sắc đẹp, về quyến thuộc, về danh lợi, về cái sự ngã mạn này kia, về cái sự ngã mạn về học hành này kia vân vân, đó là vô cùng vô tận, vô cùng vô tận. Và đó chính là pháp, đó chính là pháp. Và có khi cái người hành thiện đó cả đời gặp phải những cái điều xui xẻo cũng có. Vì sao vậy? Vì nghiệp nó bất khả tư nghì. Nghiệp nó bất khả tư nghì, thưa quý vị. Và cái sự tích lũy của thiện pháp nó cũng bất khả tư nghì. Chúng ta thấy có nhiều người gặp rất là nhiều những cái hoàn cảnh bi đát như vậy, nhưng mà họ nhất mực là làm những cái việc thiện, việc lành. Họ bỏ tất cả mọi thứ, nhà cửa này kia, họ không có màng gì hết, họ cứ lao vào những cái việc thiện họ làm thôi. Và quả khổ nó trổ ra cũng bất khả tư nghì, và cái thiện mà cái người đó tích lũy cũng bất khả tư nghì. Như vậy chúng ta thấy được là tất cả mọi pháp đều do các duyên riêng của chúng tạo lên. Không có một ai, không có một bàn tay nào điều khiển được bất cứ một cái gì ở trên đời này cả. Và ở đây thì trong câu chuyện này thì còn nói cái về sau, nói vớt vát được cho ông Cốc Cô Độc là hàng trăm triệu đồng tiền vàng đi thu lợ được. Nhưng mà thử hỏi rằng không thu lợ được thì có sao không? Không sao cả đâu, thưa quý vị. Một vị thánh đã hiểu pháp, vị đó có bảy thánh sản nữa. Còn những cái kia nó chỉ là đất nước nửa gió. Một khi vị đó đã hiểu pháp rồi thì những cái đó các vị đó có thì cũng vừa, không có thì thôi. Chứ mà cái niềm tin đối với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng là dầu vị đó không cúng hay chăng nữa thì sao vậy? Thì vị đó vẫn là một vị thánh, vẫn là một vị tăng trong giáo pháp của Đức Phật. Như vậy trong cuộc sống này, nhiều người đã không có đủ cái can đảm, và nhiều người đã không có cái duyên lành, mặc dầu người ta cũng hướng những cái điều thiện, điều lành. Nhưng mà khi mà họ gặp phải những cái hoàn cảnh, những cái phiền não nó chi phối, nên họ không có đủ cái niềm tin, không đủ được cái duyên lành để mà kham nhẫn, để mà tạo cho mình cái hành trang, cái con đường đi đến cái nơi an vui, những cái cảnh giới an vui và đi đến cái cảnh giới giải thoát. Như vậy thì chúng ta phải biết là cái tiến trình nhân quả, nghiệp báo không phải là
chúng ta hiện ra một đời này, duy nhất một đời này mà nó mất đi, rồi nó không còn. Vì bản chất của tâm tham thì nó tích lũy cái sự dính mắc của chúng, mặc dầu cái khoảnh khắc tham trước đã diệt đi hoàn toàn, không bao giờ sanh khởi trong sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà khi nó diệt đi, nó để lại những cái sự tích lũy của nó, và khi mà gặp lại một cái cảnh tốt đẹp khác thì cái tâm tham đó nó lại bừng lên một cái sức mãnh liệt của nó. Thì cũng như vậy, thiện pháp cũng như vậy và trí tuệ cũng như vậy. Thì tham thì nó không bao giờ nó sanh lên, thì không bao giờ nó mất đi cái tính chất của nó cả. Nhưng mà nó diệt đi, nhưng mà cái tính chất của nó nếu nó sanh lại, nếu mà cái khoảnh khắc đó là tham thì cái tính chất, cái trạng thái của nó vẫn là dính mắc. Và cái tính chất của trí tuệ thì sao? Là khi mà sanh lên thì chúng hiểu biết và vẹt màng vô minh. Do vậy mà chúng ta biết là chỉ có trí tuệ mới chấm dứt được cái vòng sanh tử luân hồi này. Còn không có một ai ở trên đời này có thể làm được bất cứ một cái điều gì để mà thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi này được cả. Như vậy trí tuệ là một cái người bạn thiện, là một cái người bạn lành tuyệt hảo nhất. Và trí tuệ cho chúng ta tất cả mọi nguồn đức hạnh. Còn nếu không có trí tuệ rồi thì giới cũng không có, định cũng chẳng không. Chỉ có trí tuệ mới thiết lập đầy đủ cái con đường bát chánh đạo mà thôi. Như vậy bát chánh đạo không có ai thực hành bát chánh đạo được cả. Mà chánh đạo, bát chánh đạo chính là cái sự mà vun bồi cái trí tuệ, và chính trí tuệ này thiết lập cái bát chánh đạo, thiết lập để cho cái bát chánh đạo nó tròn đủ mà thôi. Và trí tuệ chính là người gì? Người thiện, người hành thiện. Và người hành thiện thì cũng gặp rất là nhiều điều xấu. Như vậy phàm phu của chúng ta thì gặp, vừa gặp quả khổ mà lại bị phiền não ở bên trong này, chấp tôi ta nó tấn công, vô minh nó tấn công. Như vậy thì chúng ta bị sao vậy? Bị khổ của quả thì ít, mà bị khổ của phiền não mới là nhiều, vô cùng vô tận. Hàng ngày chúng ta thấy khỏe mạnh này, chúng ta đâu có khổ đâu, phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta sao, phiền não của chúng ta ở bên trong nó lung lấu, chúng ta bực bội, chúng ta khát khao đủ thứ hết. Còn các bậc thánh nhân thì sao? Dạ, chúng con đã không còn nghe tiếng của Đại Đức Tuệ Nhẫn nữa. Sư rớt mic rồi và kính thỉnh sư trở lại mic.
Dạ, alo, alo. Dạ, sư, con trước máy không? Sư bị rớt mic rồi. Dạ, con kính thỉnh sư cầm mic lại. Quý vị nghe rõ chưa? Dạ alo, dạ alo. Quý vị nghe rõ chưa? Dạ. Dạ, thì chúng ta phải biết trở lại cái bài học ngày hôm nay và chúng ta kết thúc ha. Thì cái người hành thiện chúng ta biết rằng là cũng phải gặp những cái điều xấu. Khi nào mà cái việc thiện nó chưa được chín mùi. Như vậy chúng ta biết là những cái điều thiện mà chúng ta làm thì nó chỉ có một cái ít, rất ít những cái điều thiện mà nó chỗ ngay trong hiện tại mà thôi. Bởi vì cái người mà làm thiện trong hiện tại mà nó chỗ quả trong hiện tại là cái người đó, thứ nhất là cái tâm phải vô cùng thanh tịnh, mà phải có cái người mà cái vị đó tương và tôn kính với này những cái bậc giới hạnh. Khi mà chúng ta làm những cái việc phước với tâm trong sạch, với giới hạnh đó, cũng với đức hạnh, với các bậc đức hạnh đó, thì những cái nghiệp thiện đó nó mới cho quả ở trong hiện tại lớn lao được. Còn đa phần thì tất cả chúng ta đều làm những cái việc thiện rất là nhỏ, tâm của chúng ta cũng rất là hẹp, và cái đối tượng của chúng ta là cái đối tượng của chúng ta là cái đối tượng mà chúng ta thương, đối tượng chúng ta ghét, chứ không phải là đối tượng mà chúng ta cung kính hay là thanh tịnh về tâm của chúng ta nữa. Do vậy là những cái phước nghiệp của chúng ta nó đã ít rồi, cái tâm của chúng ta như vậy thì nó cũng không đủ cái năng lực để mà chỗ trong hiện tại. Do vậy là nó phải còn chờ rất nhiều những cái nhân, cái duyên, và nó cho quả là như vậy đó. Do vậy mà trong đời sống của chúng ta là sao? Đa phần thì chúng ta gặp những cái điều xấu này nó nhiều hơn, nhưng mà cái điều xấu của chúng ta là cái điều xấu mà nó nhẹ, nó ít, thì chúng ta cảm thấy là nó bình thường. Thì cũng có nhiều người thì gặp những cái điều xấu, điều ác nó lớn mạnh trong đời sống. Thì qua cái bài học này, Đức Phật muốn nói rằng là cái người hành thiện cũng gặp những cái điều xấu khi nào mà cái việc thiện nó chưa chín mùi. Do vậy khi mà chúng ta học, chúng ta làm cái việc gì, hay là cuộc đời, cuộc sống của chúng ta không có cái gì qua được cái pháp mà chúng ta kham nhẫn cả. Do vậy cái người thiện khi mà gặp những cái quả xấu này thì cần phải có cái sự kham nhẫn, và phải biết đây là những cái nghiệp ác trong những cái dòng phiền não xa xôi mà chúng tạo ra những cái nghiệp bây giờ chúng ta. Còn khi nào mà cái thiện nó được chín mùi thì khi ấy cái người hành thiện gặp những cái điều tốt lành. Nhưng mà qua cái bài pháp này thì chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ rằng thiện ác cũng chỉ là từng khoảnh khắc mà thôi. Đã vô vàn những cái khoảnh khắc này qua đi rồi, và ngày mai cũng vậy, kiếp sau cũng vậy mà thôi. Nó ác cỡ nào đi chăng nữa đời nó cũng phải chết. Để nó thiện cỡ nào chăng nữa thì chúng chỉ là khoảnh khắc thiện đó thôi, cũng không phải là khoảnh khắc thiện của tôi hay của ông này bà kia gì cả. Và nó đã vô vàn những cái khoảnh khắc đó, và nó cũng chỉ là những cái khắc đó mà thôi. Rồi lại sanh, lại diệt, chứ cũng không có gì thêm nữa cả.
Và giàu có thiện thì cũng kinh nghiệm tứ đại, mà bất thiện cũng kinh nghiệm tứ đại mà thôi. Tất cả cũng chỉ là những cái pháp hữu vi, vô thường, biến hoại đổi thay, và cần phải được xả ly, cần phải được thấy như chúng là. Cần phải được thấy như chúng là. Chúng không phải là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Dầu là làm thiện bao nhiêu cũng thật là đáng chán. Bởi vì chúng ta làm chỉ phục vụ cho năm uẩn, mà năm uẩn thì xa lạ. Chẳng phải là tôi, là của tôi, là ai cả. Quý vị thử suy xét thật kỹ xem cuộc đời này chúng ta còn cần cái gì, mong mỏi cái gì nữa ở cái cuộc đời này. Chúng ta thử suy xét thật kỹ xem mình là ai trong cuộc đời mênh mông này. Hay là mình chỉ là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Sắc thì không biết nói, biết cười, biết vui, biết buồn, biết giận, biết hờn gì cả. Và hàng ngày mình cứ chấp thủ nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Làm sao mà được? Rồi thọ là những cái cảm giác. Thọ thì nó đâu có biết vui, biết buồn gì đâu. Thọ thì nó đâu có cho nó là vui, là buồn. Thọ nó chỉ sanh là một thời điểm với cái duyên xúc của nó mà thôi. Chỉ có suy nghĩ, chúng suy nghĩ đây là đàn bà, đây là đàn ông, rồi đây là tôi buồn, tôi vui. Rồi tâm này cũng vậy. Tâm nó chỉ kinh nghiệm cái đối tượng của nó mà thôi. Tâm nó không phải là tôi, là của tôi, là ngã của tôi. Như vậy thì không lẽ chúng ta cứ mãi mãi lặp đi lặp lại những cái điều như thế để làm cái gì vậy? Để làm cái gì vậy? Làm những cái điều vô nghĩa như vậy, cứ hết đời này, kiếp này, đời khác, kiếp khác. Ngày nào chúng ta cũng cầm cái cứng, cái mềm, rồi là đi buôn, đi bán, trao đổi, rồi nấu chín, rồi ăn uống, rồi lại già bệnh chết. Chúng ta thấy ở trên đời này có gì không? Người thì trao đổi cái tứ đại này, người thì trao đổi cái tứ đại kia, và cầm cái cứng mềm này lên, rồi đặt nó xuống, rồi lại cầm lên, rồi đặt nó xuống. Nó chỉ là đất nước lửa gió thôi, chứ nó không có là cái gì hết đó, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta không hiểu về nó thì các cái sắc này nó giống như là ngạ quỷ, giống như là dạ xoa, không? Giống như là thần linh thượng đế mà chúng ta phải quỳ lụy, bi lụy từ vô lượng kiếp đến giờ. Nếu không có giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ là như thế nào? Nên là chúng ta cần phải hiểu rất rõ về cái cuộc sống, cái đời sống thực sự nó là gì. Thực sự nó chỉ là khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, không còn gì tồn tại ở đó nữa sau khi nó diệt đi. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, cạn các bà, xuất sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, diêm chúa. Và kính chư phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc, tấn hóa lâu dài. Phước lành này có nguyện thành tựu trí tuệ, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp này. Xứng đáng là con của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học số 120 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư.
Dạ, chúng con kính thỉnh thường tọ minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Bhagavata sabbamangalang rakkhantu sabba devata sabba buddhana vāvena sadā sati bhavantu te. Bhagavata sabbamangalang rakkhantu sabba devata sabba dhammana vāvena sadā sati bhavantu te. Bhagavata sabbamangalang rakkhantu sabba devata sabba sanghana vāvena sadā sati bhavantu te. Tất cả phương báo ban con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni Thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta tham ma đa đề na pa văn tu bù chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sapa na buta suki ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha anda sam pa wa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni